Thanh Trâm Hành sắp lên sóng, Mỹ Nam nào sẽ thay thế ngôi Diệt Phàm yêu Dương Tử? Cư dân mạng đang không ngừng bàn tán trước thông tin bộ phim Thanh Trâm Hành chuẩn bị lên sóng, dù nam chính đang bị phong sát. Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án phim cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của hai lưu lượng đang cực nổi tiếng thời điểm đó là Dương Tử và Ngô Diệt Phàm. Tuy diễn xuất có hơi đáng lo, thế nhưng khán giả vẫn kỳ vọng lớn vào visual của cặp đôi này. Thế nhưng khi Thanh Trâm Hành chuẩn bị được lên sóng thì Ngô Diệt Phàm bất ngờ vướng vào bê bối lớn. Vì Ngô Diệt Phàm là nam chính nên bộ phim cũng không thể lên sóng. Nhiều thông tin được đưa ra cho biết, phía nhà sản xuất đã chuẩn bị tìm diễn viên thay thế để thay chỗ Ngô Diệt Phàm. Mới đây, siêu thoại của Thanh Trâm Hành lại bắt đầu mở lại. Nhiều khán giả cho rằng có vẻ như bộ phim này đã hoàn thành việc đổi nam chính và đang chuẩn bị được lên sóng. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm nhất lúc này chính là nam chính là ai. Mới đây, có diễn viên quần chúng tiết lộ đang ở trong đoàn phim Thanh Trâm Hành. Phim đang được ghi hình lại. Nam chính được đồn đoán thay thế Ngô Diệt Phàm là Lâm Canh Tân. Nam chính của bộ phim từng gây bão Sở Kiều Truyện. Trước đó cũng có nguồn tin cho hay, đoàn phim đang loay hoay tìm bối cảnh ở Hoành Điếm và âm thầm dựng lại bối cảnh nhưng cố gắng giấu kín mọi thông tin. Theo thông tin đăng tải, Lâm Canh Tân sẽ đến trường quay thực hiện lại toàn bộ cảnh quay của Ngô Diệt Phàm và Dương Tử. Đồng thời các diễn viên trong bộ phim cũng bắt buộc phải đến phim trường để phối hợp cùng nam diễn viên hoàn thành những cảnh quay tốt nhất có thể. Trước khi mời Lâm Canh Tân nhận vai nam chính, nhà sản xuất đã từng ngỏ lời tới nhiều nam minh tinh như Lý Hiện và Nhậm Gia Luân. Sở dĩ cư dân mạng từng vui mừng và ủng hộ Lý Hiện, Nhậm Gia Luân thay thế Ngô Diệt Phàm, bởi trước đó hai nam diễn viên này từng hợp tác rất ăn ý với Dương Tử. Lý Hiện từng đóng cặp cùng Dương Tử trong bộ phim Cá Mực Hầm Mật đã cho thấy được sự ăn ý cũng như phản ứng ngọt ngào của cặp đôi, giúp cho bộ phim hot lên đáng kể. Tuy nhiên đến nay, thông tin này vẫn chưa được chính chủ hay đoàn làm phim xác nhận. Do vậy, người được chọn đóng cặp cùng Dương Tử là ai, đến giờ phút này vẫn là một ẩn số lớn. Có thể nói, Thanh Trâm Hành là một trong những bộ phim sóng gió nhất showbiz. Ngay khi công bố diễn viên thì sẽ ra tranh chấp phiên vị, lúc gần chiếu là vướng bê bối của nam chính Ngô Diệt Phàm. Dự án Thanh Trâm Hành là bộ phim ngôn tình phá án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Đây là một đại IP vì độ nổi tiếng của nguyên tác rất cao cùng với sự góp mặt của ngôi sao hàng đầu Dương Tử. Phim được đạo diễn bởi Lâm Ngọc Phân, người đã tạo ra các siêu phẩm mang danh bom tấn truyền hình như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Hoa Thiên Cốt, Bộ Bộ Kinh Tâm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Pháp Sư Vô Tâm. Nội dung Thanh Trâm Hành chủ yếu xoay quanh cô gái tên Hoàng Tử Hà, con gái của viên quan phủ Doãn Cẩm Đô là Hoàng Mẫn. Từ nhỏ đã thông minh, dĩnh ngộ, bản tính thiện lương, thường theo cha xử án, nhiều lần còn lập được công lớn. Không ngờ tới một ngày, toàn phủ nhà họ Hoàng gặp họa diệt môn. Hoàng Tử Hà là người duy nhất sống sót lại bị vu oan là hung thủ. Nàng buộc phải chạy trốn ngàn dặm bôn ba tới Bắc Viêm cầu Quỳ Vương Lý Thư Bạch thẩm tra vụ án này. Nàng đến vừa lúc Bắc Viêm đang có vụ án kỳ lạ gọi là án Tứ Phương. Lý Thư Bạch mệnh cho Hoàng Tử Hà điều tra chân tướng phía sau vụ án đó để kiểm tra bản lĩnh của nàng. Hoàng Tử Hà che giấu tung tích phá được án Tứ Phương, từ đó trở thành trợ thủ đắc lực bên người Lý Thư Bạch. Sau khi Thanh Trâm Hành quay lại xong xuôi, nhà sản xuất nhất định sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình hậu kỳ và sớm trình làng trong năm nay hoặc đầu năm sau.